Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ ăn bạch tuộc sốt Thái nè. Bạch tuộc sốt Thái này mấy bữa cách ly giờ mình không được ăn, cho nên hôm nay mẹ mình đã nhờ hàng xóm mua cho mình 1 ký bạch tuộc để mình ăn sốt Thái. Tại vì mình thèm quá rồi, mình coi những cái video mình thèm quá rồi. Cho nên bây giờ mẹ mình sẽ nấu cho mình một bạch tuộc sốt Thái nha. Đầu tiên mình sẽ hấp lên nha, hấp nước nóng á, nước sôi á các bạn. Mình sẽ hấp lên, hấp cho nó chín đi ha các bạn. Nè, bạch tuộc quá ngon luôn các bạn ơi. Con nào con nấy, nó cũng to nữa chứ, to mà chắc nữa các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ hấp nha các bạn. Nhìn thèm quá, quá thèm luôn. Wow. Mình quay cho mẹ mình làm ý. Ngon quá các bạn ơi. Mấy bữa dịch mình không được ăn bạch tuộc, cho nên hôm nay mẹ mình đã nhờ hàng xóm để nhờ dùm để mua bạch tuộc nè. Ngon chưa, ngon chưa? Mấy bạn khi nào mà mấy bạn thèm kêu ba mẹ mua bạch tuộc về sốt lên mà ăn thử nha các bạn. Quá ngon luôn nè các bạn. Wow. Các bạn nhìn thấy thèm không? Mình nhìn là thấy chảy nước miếng rồi các bạn ơi. Và mình đã hấp xong nè. Ngon chưa, ngon chưa? Còn đây là gia vị, tí nữa mình sẽ trộn lại nè. Quá ngon luôn các bạn ơi. Thèm quá các bạn ơi. Nhưng mà cũng phải làm cho xong mới được ăn. Tức là mình mới có ăn. Bây giờ mẹ mình sẽ cắt bạch tuộc ra nha. Mình sẽ cắt đôi ra. Nếu các bạn muốn cắt thì các bạn cắt, mà các bạn không muốn cắt thì thôi. Nhưng mà cho con nít ăn nữa thì các bạn cho ba mẹ cắt ra thì ăn nó sẽ ngon hơn ha. Nó sẽ nhiều miếng hơn. Bỏ cái con này, cắt đôi ra. Nhầm 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 mì nhầm mì. Rồi bây giờ mình sẽ cắt trâu luôn nha. Cắt có cái gì cắt luôn, cắt hết nha các bạn. Rồi nó tiết nước kìa, nó tiết màu đen đen gì đó kìa. Mẹ mình cắt cho mình. Mình mua bạch tuộc này là bạch tuộc mình sẽ sốt Thái. Mình thấy ở trên video người ta ăn như vậy cho nên mình thấy rất thèm luôn, cho nên mẹ mình nhờ xóm á mua cho mình cái bạch tuộc về để nấu sốt Thái giống người ta, xong rồi để mình ăn thử. Rồi cắt thêm con bạch tuộc thứ hai nè. Wow, ngon quá các bạn nè. Trời ơi, nó văng nước ra ngon quá. Thèm quá các bạn ơi. Nhum 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 nhum. Mẹ ơi, mẹ cắt nhanh lên. Hi hi hi. Con đói bụng lắm rồi. Wow, nhìn là thấy chảy nước miếng rồi ha các bạn ha. Trời, đây là con cuối cùng của mình. Wow, 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 wow. Ngon chưa, ngon chưa? Wow, 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 wow. Wow, cắt con cuối cùng nhé các bạn. Xong rồi mình sẽ sốt lên. Mình sẽ sốt Thái lên. Cho các bạn nhìn nước sốt. Các bạn. Rồi, cắt lần cuối cùng nè. Rồi, hết rồi. Bây giờ mình sẽ sốt nha các bạn nha. Đầu tiên là cắt một quả ớt vô. Đấy. Cắt một quả ớt rồi cho hành vô. Cho tỏi vô các bạn ơi. Nhầm 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 các bạn ơi. Cho tỏi vô. Cho một chén tỏi vô. Nhỏ thôi nha. Không phải chén tỏi to đâu nha các bạn nha. Chén tỏi nhỏ. Rồi mình sẽ lấy đũa quấy đều lên. Rồi, lấy đũa quấy đều lên nha các bạn ơi. Quấy đều lên, quấy đều là quấy 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 nào. Rồi mình sẽ quấy cho nó đều nha các bạn nha. Rồi tiếp tục bỏ một chút xíu me vô nào các bạn. Chút xíu me vô ăn chua chua ngọt ngọt cho nó ngon. Bỏ một tí me vô. Một chén me, một nửa chén me nha các bạn nha. Rồi cho vô chén me. Chén me đã cho vô. Rồi cho đường hay cho gì các bạn?
À cho đường với lại cho gì á, mình cũng không biết mẹ mình bỏ cái gì vô nữa. Tại mà mình đứng quay á, mình không biết mẹ mình bỏ cái gì nữa. Tiếp tục nào. Tiếp tục là bỏ một chút dầu hào vô nha các bạn nha. Một chút dầu hào vô. Rồi bây giờ mẹ mình sẽ làm như gì đây? À mẹ mình sẽ quấy lên đều lên. Wow, nhìn ngon chứ các bạn nhìn cay vậy thôi chứ không cay đâu. Và bỏ ớt đỏ vô, ớt này là không hề cay một tí nào luôn nha các bạn nha. Trời ơi, các bạn nhìn thèm chưa? Tí nữa các bạn sẽ được ăn ha. À, tí nữa các bạn sẽ được chảy nước miếng ha. Tại vì các bạn có gặp mình đâu mà ăn, hi hi hi. Wow, các bạn nhìn thèm chưa nè. Bây giờ bỏ một chút xíu nước tương vô. Wow. Ngon quá, ngon quá. Rồi quấy đều lên, quấy đều lên. Quấy đều lên, quấy đều lên. Rồi cho một chút xíu đường nữa. Rồi cho một chút xíu tương ớt vô nữa. Trời ơi, ngon quá. Các bạn nhìn cay, nhưng mà các ăn không có cay đâu ha các bạn ha. Rồi mẹ mình lại quấy nữa. Tí nữa mình sẽ tắt bếp và cho bạch tuộc vào ha. Rồi các bạn ơi, ngon quá. Mình thèm quá cho nên mình nhắc hoài luôn các bạn. Trời ơi các bạn ơi, là các bạn ơi, ngon quá. Mình thèm chảy nước miếng rồi. Rồi bây giờ mẹ mình sẽ quấy đều lên nha các bạn nha. Rồi quấy đều rồi. Bây giờ cho mực vào nào. Các bạn hãy nhớ cho một chút xíu nước mắm nữa nha. Rồi đổ mực vào. Tắt bếp trước khi đổ mực vào nha các bạn nha. Rồi quấy đều lên cho nó ngấm nha. Cho nó ngấm gia vị nước sốt cho nó ngon nha các bạn nha. Rồi bây giờ quấy đều vào nào. Trời ơi nhìn bạch tuộc ngon ghê á. Hồi nãy nhìn chắc không ngon cho lắm. Nhưng bây giờ sốt vào đây. Trời ơi nhìn mà thèm quá đói bụng rồi. Bây giờ cho gia vị vô này các bạn ơi. Vào gia vị ở đây thì mình có bỏ tắc nè. Có bỏ rau. Có bỏ sả nè. Có bỏ ớt chuông nè. Mình còn nhớ là mẹ mình có bỏ gì nữa. Mình quên rồi. Hi hi hi. Rồi ngon quá. Ôi các bạn ơi. Trời ơi. Nhưng mà khi mình nấu nước sốt đó, các bạn hãy nhớ cho thêm chút xíu nước mắm vô nữa nha các bạn nha. Trời ơi ngon quá. Wow ngon quá. Rồi bây giờ nấu xong rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ ra đĩa nha. Wow, bỏ đĩa nhìn ngon ghê á. Trời ơi, bữa này là bữa trưa. Mình nấu đồ ăn bữa trưa. Trời ơi, ngon quá, ngon quá. Các bạn thèm không? Mình thì đã bụng luôn rồi. Hi hi. Bởi vì đây là 12 giờ rưỡi rồi mà các bạn. Các bạn thử ăn sớm hay ăn trễ mình cũng không biết. Thôi, mẹ để mẹ mình bỏ ra. Ngon ngon, xíp coi. Wow, ngon quá, ngon quá. Trời ơi, nhìn nước sốt mà muốn chảy nước miếng rồi chứ nói gì là bạch tuộc. Wow, đây là sản phẩm. À không phải, đây là thực phẩm của mình nè. Chứ mình sẽ ăn trưa bằng món này. Món bạch tuộc sốt Thái này. Ngon quá, ngon quá các bạn ơi. Để mình selfie mấy tấm hình mình sẽ view cho các bạn xem một món mà mình thích ăn mẹ mình đã làm cho mình, đó chính là món bạch tuộc sốt Thái. Bây giờ mình sẽ ăn. Mình thích ăn cái dâu nè. Ngon. Tuyệt vời. Ngon quá các bạn ơi. Mình thích ăn dâu.